Xin chào cả nhà đã đến với kênh Hương vào bếp. Thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ với cả nhà về món bánh của người Huế, đó là bánh su xê. Thì ở su xê thì là tên gọi của Huế, nhưng mà ở trong Nam á, nó có một cái tên khác, đó là bánh phu thê. Thì mình sẽ giới thiệu cái bánh phu thê nó như thế nào để cho cả nhà xem nha. Thì đây là cái bánh phu thê. Này là nắp phía trên và cái này là ở phía dưới. Thì Hương chỉ hiểu được là cái ý nghĩa của bánh phu thê thôi, chứ còn ngoài ra thì ở trong ở Huế thì bánh su xê thì Hương cũng không có hiểu được cái nghĩa của nó. Thì đây là cái nắp trên và nắp dưới. Thì khi mà mình làm xong rồi, mình để nguội rồi mình đậy hai cái này lại với nhau. Đó, mình đậy lại với nhau như vậy thì nó có cái tên là bánh phu thê, có nghĩa là tượng trưng cho chồng và vợ lúc nào cũng hòa quyện lại với nhau. Thì cái bánh này á, nó xuất thường thường nó xuất hiện trong cái đám, giống như là đám hỏi hay là đám cưới ở Việt Nam. Thì thậm chí Hương thấy ở bên Mỹ này nhiều khi người ta cũng có bán nữa, nhưng mà rất là hiếm. Thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ cho cả nhà mình cách làm bánh su xê này. Thì muốn làm bánh su xê thì mình gồm có nè bột năng, đậu xanh, đường, muối, dầu ăn và cái lá dừa. Thường thường người ta làm cái bánh su xê á là người ta sử dụng là lá dừa, nhưng mà tại vì Hương sống ở Mỹ, Hương không có lá dừa cho nên Hương sử dụng là lá dứa. Đó, thì dừa với dứa đều là dòng họ của cái lá có chiều dài và có những cái sống lưng như vậy để mà mình bẻ cái hộp nó cứng và nó vuông đẹp. Thì lá dừa thì nó có chiều dài giống nhau, và nó vui nữa là nó chỉ khác dấu sắc với dấu huyền thôi. Còn tên gọi thì dứa với dừa nó cũng giống và chiều dài cũng giống nhau. Thì chút xíu nữa thì Hương sẽ giới thiệu về cách bẻ hộp như thế nào. Bây giờ Hương chỉ giới thiệu trước những cái sản phẩm mà Hương cần sử dụng ngày hôm nay. Thì cái món bánh nó rất là đơn giản, và những cây tăm xỉa răng nữa. Cái tăm xỉa răng để làm gì? Để cho mình khi mình làm xong rồi mình sẽ ghim nó lại như vậy, để cho nó giữ lại cái hộp cho nó không bị bung ra. Thì đó là những cái thành phần đó. Thì làm sử dụng là liều lượng như thế nào thì Hương sẽ giới thiệu cho cả nhà mình bây giờ, và chút xíu nữa khi làm thì mình cũng sẽ nhắc đến cho cả nhà. Bột năng thì mình sử dụng là bột năng hiệu này. Đó ha, cho cả nhà xem. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho cả nhà về liều lượng nó là bao nhiêu bột năng, bao nhiêu đường, bao nhiêu muối như thế nào. Cả nhà cùng theo dõi với Hương nha. Đây, Hương sẽ giới thiệu cho cả nhà về cái nguyên liệu ngày hôm nay mà Hương sẽ sử dụng. Thì nguyên liệu ngày hôm nay sử dụng thì gồm có nè, bột năng. Hương sử dụng là 2 cup bột năng. Đường là 1/3 cup đường. Nước lá dứa là 350ml lá dứa. Ngày xưa đó mình nhớ là mẹ mình với lại bà con ở ngoài Huế rồi đó thì làm bằng nước lạnh, nhưng mà bây giờ mình cải cách hơn thì mình sử dụng nước lá dứa, mình thay qua nước lạnh. Cái này là Hương đã xay sẵn rồi, rồi Hương lấy lá dứa Hương sắc nhuyễn ra, rồi Hương xay, Hương đông, cân đo đem đóng là 350ml lá dứa để mình trộn chung với lại bột, bởi mình làm kèm cái bánh. Thì gồm có nè, dầu ăn nè, muối nè. Thì dầu ăn với muối mình bỏ như thế nào thì chút xíu nữa khi mà làm thì Hương sẽ cho cả nhà mình biết thì nó dễ nhớ hơn. Rồi gồm có đậu xanh nè. Đó, đậu xanh thì Hương chỉ sử dụng là nửa cup đậu xanh thôi. Đây, Hương sử dụng là nửa cup đậu xanh. Cộng với lại đường là 1/3 cup đường luôn. Thì cũng giống như bên bột là cũng 1/3 cup đường, thì bên đây Hương cũng làm 1/3 cup đường luôn. Rồi gồm có gì nữa? Gồm có mấy cái tăm xỉa răng. Đây, tăm xỉa răng để làm gì? Để mình ghim những cái vỏ bánh như thế này. Lá dứa. Rồi bây giờ cả nhà sẽ cùng với Hương vào bếp ha. Thì trước khi vào bếp á, Hương sẽ đem ngâm cái đậu xanh này, ngâm cái nửa cup đậu xanh này trong nước lạnh khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ.
Sau đó thì Hương sẽ đi nấu nó. Ok, thì bây giờ Hương sẽ đi ngâm đậu xanh. Thì trong lúc ngâm đậu xanh, Hương sẽ chia sẻ về cách bẻ hộp cho cả nhà xem. Cả nhà cùng với Hương vào bếp. Bây giờ Hương sẽ chia sẻ cho cả nhà về cách thức bẻ hộp ha. Thì bẻ hộp gồm có hai cái. Một cái là hộp ở dưới và một cái là cái nắp. Thì cái hộp mà ở phía nằm ở phía dưới này nè, thì mình phải bẻ nó ngắn hơn là cái nắp. Thì cái hộp ở phía dưới á, Hương sẽ bẻ nó là 4 cm. Đây, Hương đo là 4 cm. Ha, Hương đo là 4 cm thì Hương sẽ bẻ cái cây này là 4 cm. Rồi, cái nắp ở phía trên á thì Hương sẽ dài hơn 2 ly nữa là 4.2. Ok. Thì để cả nhà thấy không? Nó dài hơn chút xíu thôi. Cái nắp cái ở dưới á là 4 cm, còn cái trên thì nó dài hơn chút xíu, khoảng chừng 2 ly thôi. Thì khi mình gấp lại á thì mình mới đậy được. Tại vì hộp trên nó phải lớn hơn hộp dưới chút xíu thì nó mới đậy lại được. Bây giờ thì Hương sẽ chỉ về cách bẻ hộp. Đây, Hương có hai cây. Thế Hương sẽ lấy cây dài nhất, đó là cái nắp. Thì Hương sẽ hướng dẫn mọi người làm cái nắp trước ha. Thì cái lá dứa mình cắt bỏ một phần này đi cho nó thẳng tóm ha. Đó. Thì cả nhà sẽ gấp 5 lần bằng nhau. Lấy cái cây cái nè, mình đặt vào trong cái sống của cái lá và mình để cái ngón tay lên trên đây. Mình ấn một một lần. Đó. Xong rồi mình lại một lần ha. Xong rồi mình lại chuyển tiếp tục cái cây nó xuống cái ngấn này. Mình bẻ tiếp nữa. Khi mình bẻ mình nhớ lấy cái tay mình chặn lại nhẹ cho cái cây nó đừng có tuột lên. Rồi. Hai. Ba. Ok. Mình đã làm được 5 lần rồi ha. Đây, mình xếp lại cái gấp lại cho nó chết cái nếp. Rồi. Rồi, mình mới lấy cái cây ra ha, mình đếm lại nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Và tới đây. Đây. Rồi, tới đây là 5. Đó, thì nó có 5 5 cái phần bằng nhau, 1 2 3 4 5. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy kéo mình cắt nó đi. Rồi. Sau mình khi mình cắt rồi thì thấy không? Cái lá nó như thế này. Thì mình sẽ chọn một. Mình phải xếp như thế này nè. Xếp đó. Cho nó có những cái đường ly, đường xếp của cái lá để cho mình dễ gấp á. Thì Hương đang chỉ cho cả nhà gấp cái phần nắp. Thì sau khi mình xếp như vậy đó, nó có một cái ly, cái đường nếp của cái lá thì mình sẽ dễ thấy hơn. Và mình cho cái đường ly của cái lá này nè, mà khi mình gấp chéo nó lên như vậy nè, thì cái đường ly này nè nó phải nằm thẳng ở trên cái đường sống lá. Đây, gấp vào cho nó nằm thẳng trên cái đường sống lá. Rồi cái gấp nước gấp thứ hai cũng vậy luôn, cho nó nằm thẳng trên đường sống lá. Rồi. Rồi tới đây ha. Tới đây mình gấp cái cuối cùng rồi. Mình mới bẻ cái này lên. Đó, mình bẻ cái này lên. Thì nó có một cái góc vuông. Cả nhà thấy không? Đây nó ra một cái góc vuông rồi nè. Đó. Thì bây giờ tiếp tục mình cứ bẻ nó vào thôi. Nó có cái đường đường nếp lá rồi thì mình cứ bẻ nó vào. Đó, muốn bẻ nó vào dễ á, thì mình lật nó lên trên. Ở phía trong vậy là mình đi nó dễ hơn. Đó. Cái lá dừa á, nó cứng hơn cho nên là có thể là mình bẻ nó dễ hơn là cái lá dứa. Lá dứa vì nó có cái độ mềm quá.
Sau khi như vậy thì nó lòi ra cái này, thì mình sẽ để cái này nó nằm ở phía dưới, nhét nó vào trong đây. Xong, mình có được rồi. Thì mình bắt đầu mình lấy cái que tăm mình ghim. Thì hồi từ đầu Hương nói cái que tăm là như thế nào, là nhờ những cái tăm này nè, mình xài á, mình chẻ nó ra. Mình chẻ nó ra từng cái cây nhỏ nhỏ vậy nè. Xong rồi bắt đầu mình sẽ cài cái nếp cài nó lại. Cài cái miếng nó lại. Rồi, xong, mình có được cái nắp. Đó. Đây. Mình có được cái nắp. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn về cái đế dưới. Thì mình nghĩ cái đế dưới chắc nó dễ hơn. Rồi hai cây hồi nãy mình xài ha. Cây dài nhất. Đây, cây dài nhất hồi nãy mình xài đó là cái nắp trên, thì mình bỏ nó ra. Mình lấy cái nắp dưới. Rồi. Thì cũng vậy luôn, mình cũng bẻ làm gấp thành 5 lần bằng nhau như vậy. Rồi, mình có được 5 lần bằng nhau như vậy. Thì mình bắt đầu mình lấy kéo, mình cắt. Mình bỏ cái này ra. Rồi, cũng vậy luôn. Mình sẽ giữ cái nếp cho nó chặt ở đây. Mình gấp lại để giữ lấy cái nếp. Rồi. Nắp trên á thì mình làm như vậy để mình xếp, còn nắp dưới á, nó dễ hơn. Mình có thể xếp giống như nắp trên cũng được, nhưng mà Hương thấy làm như vậy thì nó mệt lắm. Cho nên là khi mình gấp mình có cái đường ly rồi thì mình cắt, mình nhấp kéo phân nửa của cái lá. Đây. Thấy không? Mình nhấp kéo. Đó. Nhấp theo cái đường xếp hồi nãy mình gấp á. Đây. Đó, nó có 5 khúc bằng nhau, mình đã làm như vậy rồi ha. Thì xem cái gấp của cái đế ha, cái đế thì ở dưới này mình để nó nằm dưới như vậy. Còn cái ở trong này mình cứ cho nó nằm trên. Nằm trên. Đó. Xong. Ở đây nó có bị hở như vậy thì mình làm sao? Mình nhét nó vào. Giống như mình đan vậy đó. Mình đan hồi xưa mình học đan tập làm sao thì giờ mình đan mấy cái đó thủ công ở đan vậy đó. Đó là cái phần đế ở dưới. Rồi mình cũng lấy cái cây mình ghim lại những cái cây mà mình đã cắt sẵn đó, mình ghim lại. Cây á, nhiều khi mình cắt á nó yếu quá mình bỏ nó đi, mình lấy cây cứng hơn chút xíu nữa. Thì nếu như mình để cái hộp mà nó như vậy đó thì nó có cái lỗ, thì mình sẽ đổ bột xuống thì nó sẽ chảy cái bột ra. Cho nên là người ta sẽ có cái mẹo, nhưng mà có cái mẹo này nó cũng là rất là hay, là mình sẽ cắt một cái miếng lá có chiều dài cỡ chừng này ha, thì mình sẽ lót vào trong cái lỗ này. Thì lúc nào mình lót mình cũng phải lót dư ra một miếng như vậy. Có nhiều người á, họ lót á lõm vào trong đây luôn thì cũng được, nhưng mà nó không có cái này là nếu mà lõm vào trong đây khi mình lấy bánh rất là khó. Cho nên là thường thường ở người Huế người ta cắt cái dư ra một chút xíu này, người ta lót vào trong đây dư ra, thì khi mình đổ bột vô đây mình hấp chín rồi á, khi mình ăn á mình chỉ việc cầm cái lá này mình kéo lên một cái thì nguyên cái bánh nó lên luôn đó. Thì chút xíu nữa khi ăn thì mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ chia sẻ cho mọi người xem về cái cách lấy bột lên ăn như thế nào ha. Thì đó là xong cái phần này. Đó, cả nhà thấy không? Xong rồi đó.